Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 2 của CEC. Ở đâu đó, tôi đã nghe ai từng nói: tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin cho dù từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu cho dù từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người, nhưng bạn sẽ mất cả đời để quên được người đó. Và tôi cũng hy vọng bạn sẽ biết rằng một cánh cửa đóng lại nghĩa là một cánh cửa khác đang mở ra. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin được gửi tới các bạn mẩu truyện ngắn Những giọt cà phê ngọt ngào của tác giả Phạm Hoài Thương. Truyện ngắn với cốt truyện nhẹ nhàng, sâu lắng, những trải nghiệm và suy nghĩ sâu sắc về tình yêu chân chính và về hạnh phúc thực sự. Quán nhỏ khiêm nhường nằm trong một góc vắng nơi Sài Thành nhộn nhịp. Hai bên đường, những tán cây cổ thụ xanh tươi làm tô lên vẻ lặng lẽ, trầm tư. Quán không quá đông khách, nhưng ai đã một lần tới đây đều không thể quên quán. Linh lui tới quán khá thường xuyên, cứ đều đặn 2 ngày một lần, hay ít hơn thế, 2 lần trong 1 ngày. Điều làm Linh thấy yêu và nhớ quán nhất chính là cà phê. Cà phê quán mang hương vị khá đặc biệt, đắng nhưng không quá gắt, mà dịu dịu lâng lâng, thơm nồng nàn đến nao lòng. Cho em một ly đen đá. Linh đặt chiếc túi vải xuống bàn, gỡ mái tóc rối vì chạy xe hồi nãy, kiệt tính gọi. Chị phục vụ bước ra, vẫn nụ cười rạng rỡ như mọi lần, tinh nghịch nói: của cô bé nè, dùng một ly hoài mà không thấy chán sao? Linh mỉm cười không đáp. Lặng lẽ, cô khẽ đưa lên miệng, vị đắng lan tỏa thành vị ngọt ngào, đọng lại nơi khé cổ. Người nhạc công trẻ đang chơi một bản nhạc, ngón tay anh lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, cái đầu khẽ nghiêng nghiêng như đang dồn hết tâm huyết của mình trong từng nốt nhạc. Ký ức một thời xa xôi bỗng chợt ùa về trong Linh. Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên cô vụng về đón nhận nụ hôn nồng nàn tuấn trao. Khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy lại khiến Linh vương vấn suốt 3 năm trời. 3 năm đằng đẵng mong như Tuấn trong khắc khoải, chờ đợi anh du học bên Đức trở về, chỉ để nhận lấy vòn vẹn 2 câu chua chát. Anh xin lỗi, mình chia tay, em nhé. Người ta nói, xa mặt, cách lòng, quả thật chẳng sai. Anh đã quên cô để tới đây một người con gái khác. Tuấn cần có người gần gũi chăm sóc cho mình. Linh biết nên cô chẳng buồn, cũng chẳng trách cứ hay giận hờn gì anh. Cô chỉ thấy đau như một nhát cứa khắc sâu vào trái tim mình. Khi bên anh, cô chỉ nín lặng. Cảm xúc luôn giữ gìn trong suốt mấy năm qua chợt đông cứng lại, vỡ vụn những mảnh nhỏ li ti, nhưng lại rắn tới mức không thể tan thành những giọt lệ. Như vậy, có lẽ tâm hồn cô đã có thể được gột rửa và trở về thanh thản, yên bình. Không còn như lúc này đây, nhìn ly cà phê bằng đôi mắt vô hồn, quên lý trí. Ly cà phê sóng sánh, bản tình ca sóng sánh, và tâm hồn cô cũng sóng sánh, chơi vơi. Một bàn tay khẽ chạm vào vai Linh, cô giật mình ngoảnh lại. Đôi mắt ngơ ngác của cô hướng vào người con trai xa lạ. Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi đã tới giờ đóng cửa, vui lòng hẹn cô vào dịp mai nhé. Giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt đen đầy nghiêm nghị của anh nhìn cô. Xung quanh lặng ngắt, chỉ còn mình anh với cô trong quán vắng. Linh bối rối. Xin lỗi, bản nhạc hay quá nên tôi quên mất, chẳng để ý tới thời gian. Nói đoạn, Linh vội vã bước thật nhanh ra cửa. Cô không biết rằng từ đằng xa, chàng thanh niên vẫn đang dõi theo cô, ánh mắt đầy khó hiểu. Anh khẽ nhún vai, buông một tiếng thở dài. Lại quên nữa rồi, cô bé chưa chạm tiếng cà phê. Khu chung cư tẻ nhạt đón Huy về vào một buổi chiều, nắng uể oải vươn mình trượt dài trên những tấm bờ lô trắng và những cây bàng trụi lá. Cha chiếc chìa khóa vào ổ, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra kêu cót két. Bóng anh gầy gò in rõ trên nền tối sẫm của căn phòng nhỏ. Khẽ với tay, Huy bật chiếc công tắc, căn phòng chật chội đầy bừa bộn bừng lên. Chẳng khác gì khu cho thằng Pet. Huy vội vàng tống hết đống quần áo chất chứa hàng tuần của mình vào chiếc máy giặt, rồi
rồi quay sang dọn dẹp căn phòng ngập ngụa toàn rác là rác. Như một cậu trai trẻ, người đeo headphone nhún nhảy theo giai điệu của Skater Boy. Cây lau sàn trên tay anh đưa đi thật điệu nghệ, ra dáng một tay house workers đẳng cấp. Điệu nhạc sôi động đưa Huy trôi về một miền ký ức của 2 năm về trước. Huy đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn với đôi bàn tay trắng, lao động cật lực, dành dụm được chút vốn liếng nhỏ, anh dồn hết vào mở quán Sweet Lolly. Lời lãi thu vào chẳng được bao nhiêu, song anh vẫn duy trì giữ lấy tiệm cà phê, coi nó như một người bạn thân thiết của mình. Những vị khách tới đây luôn tìm thấy tiếng nói chung, đó là sự cô đơn. Họ uống cà phê, thưởng thức những bản nhạc trữ tình như để trốn chạy những cảm xúc được gọi là cô đơn. Nhưng phần lớn họ là những con người đang đi tìm lại chính mình, tìm lại cái nhân tâm của mình, chảy trôi giữa dòng đời vô định, xô bồ và hối hả. Huy chợt nhớ tới cô gái anh gặp trong quán của mình vào đêm hôm trước. Cô gái tên Linh, một vị khách quen thuộc luôn quên trả tiền cà phê. Nghe Vi kể lại rằng cô bé thường trả vào những lần sau tới quán và không quên chữa ngượng bằng một nụ cười. Thật hiếm khi thấy Linh cười, Huy chưa bao giờ gặp cô gái nào có đôi mắt buồn như vậy. Nét tư lự trên khuôn mặt dịu hiền của Linh như hút hồn Huy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều lần Huy muốn bắt chuyện làm quen với cô, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cả. Anh chỉ nắm lặng lẽ, ngắm cô từ xa, thật lâu. Và những phút giây vụng trộm ấy lại khiến tâm hồn anh nhẹ nhõm và yên lành. Anh không thể cắt nghĩa và lý giải nổi cảm giác đó gọi là gì, nhưng lý trí cứ thôi thúc anh. Anh không thể mãi cứ im lặng như vậy được. Đen đá như thường lệ của cô đây. Huy nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, hướng về phía Linh. Cô mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh như dò xét. Sao anh biết tôi gọi đen đá? Huy khẽ mỉm cười đáp lại ánh nhìn của cô một cách bình thản. Vì tôi cũng là một người thích đen đá, gọi theo thói quen thôi. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Người đâu mà vô duyên hết sức? Cô nhủ thầm. Im lặng thay cho câu trả lời, cô lơ đãng hướng đôi mắt đen tròn tư lự của mình xa xăm. Bản nhạc này cô thích chứ? Giọng Huy ấm áp vang lên. Linh khẽ giật mình trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Ánh mắt Huy nhìn cô âu yếm, một thoáng bối rối hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ chín lên vì ngượng của cô. Mặc dù không thích cách tiếp cận trò chuyện của Huy, song cô vẫn đáp lại, giọng đều đều như đang trả lời cho chính lòng mình vậy. Bản nhạc này khá hay, gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm đã qua, đẹp và vui lắm. Nhưng giờ chắc tất cả đã thay đổi nhiều rồi. Vậy có bao giờ cô nghĩ rằng chính mình cũng cần phải thay đổi không? Linh nhìn Huy, lạ lùng. Anh quay mặt đi, tránh cái nhìn của cô đang ngạc nhiên, ngơ ngác. Vì thật sự tôi cũng đã phải tự thay đổi bản thân rất nhiều lần để tìm lại những gì đã mất đi và hàn gắn lại sao cho nguyên vẹn và lành lặn. Nhưng đâu phải, hàn gắn rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu được đâu. Cho nên biết chấp nhận để mất đi thì hơn, còn hàn gắn lại chỉ là chấp vá thôi. Giọng buồn buồn, Linh gắt khẽ. Thực ra trong cuộc sống, ai cũng đều trải qua những va vấp, những thất bại và hãy biết cảm ơn những điều đấy, vì qua đó ta sẽ học được rất nhiều điều để dần trưởng thành và chín chắn hơn. Huy quay sang, hai đôi mắt chạm nhau, ánh lên tia ấm áp và tin cậy. Linh không còn cảm giác bối rối khi thấy mình trong đôi mắt trong veo của anh nữa. Sự dịu dàng trong cái nhìn và giọng nói của anh khiến cô thấy gần gũi, thân quen. Nói chuyện với anh một lúc lâu mà chưa biết tên anh. Tôi tên Huy. Anh khẽ nhún vai. Còn cô? Diệu Linh. Cô đáp. Hay còn gọi là Linh bà lão, nickname bạn bè tôi đặt cho tôi hồi sinh viên đấy. Còn bây giờ? Một bà già khó tính và nghiện cà phê. Linh vừa dứt lời, Huy chợt phá lên cười nhạt nhẽo. Anh không ngờ sau vẻ ưu tư buồn bã kia lại là một tâm hồn hài hước đến vậy. Khoảng cách giữa hai người bạn trẻ ngày càng được rút ngắn lại, như chút nắng ghé qua tô đậm màu sắc của thứ tình cảm đang dần nhen nhóm lên trong tim mỗi người. Sài Gòn, một ngày chủ nhật tuyệt vời.
Từng vạt nắng chạy dài trên phố xá nhộn nhịp và đông đúc. Linh đi chợ từ rất sớm và mang về những đóa hồng nhung còn ướt đẫm sương đêm của một gánh hàng rong trên phố. Đã từ khá lâu rồi, Linh mới tự tay tô điểm cho căn hộ bé xinh của mình bằng những chùm hoa rực rỡ như vậy. Linh vui lắm, dường như cô đang dần tìm lại chính mình. Niềm vui không phải chỉ là thỏa mãn ý muốn của bản thân mà còn là được chăm sóc tới thói quen đó nữa. Linh mỉm cười, nhìn căn phòng được xếp gọn gàng và ngăn nắp. Lãng hồng đỏ tươi đặt trên kệ như lấn át đi màu cũ kỹ của những cuốn sách dày cộp. Đôi lúc Linh thấy khánh kiệt và mệt mỏi bởi công việc nhàm chán và đơn điệu này. Suốt 2 năm qua, cô nhấn chìm mình trong những trang giáo án nhằm quên đi mối tình đầu. Chuông điện thoại reo lên như cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man chạy trong trí nhớ Linh. Một dòng tin nhắn là của Huy. Dậy chưa cô bé, chúc em một ngày mới an lành. Linh khẽ cười, lòng thầm cảm ơn Huy. Suốt thời gian qua, anh luôn bên cạnh, đem tới cho cô bao nụ cười, sự bình yên và cảm giác luôn được chở che, yêu thương. Dù biết trái tim một lần đã tổn thương vì tan vỡ, khó có thể lành sẹo ngay được. Cuối cùng thì Linh cũng dành cho anh một góc nhỏ trong trái tim mình, không quá sâu nhưng đủ để anh hiểu cô cần anh. Quá khứ chỉ là quá khứ, sẽ ngủ yên và bớt đớn đau trống trải nếu như một hạnh phúc mới lấp đầy vừa vặn. Huy yêu Linh, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Linh, miễn sao cô vui là được. Hôm nay em có rảnh không? Mình đi ăn tối nhé. Bấm nút send, tin nhắn cuối anh gửi cho Linh. Huy bỗng thấy bồi hồi, xao xuyến lạ kỳ. Sau bao ngày rong ruổi bởi những suy nghĩ, anh quyết định cầu hôn Linh. Anh muốn cô thuộc về anh, trọn vẹn và mãi mãi. Được ở bên che chở cô bé, bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối, mong manh. Anh càng không thể chịu nổi trái tim mình như bị sắt muối, khi trông thấy bờ vai cô run lên cùng những giọt nước mặn tràn khóe mi, cay đắng, âm thầm. Bất giác, Huy chợt buông tiếng thở dài, vòng khói lan tỏa buồn man mác. Huy đưa tay xỏ vào chiếc túi bên ngực trái, một chuỗi ngọc trai, chuỗi hạt mà mẹ Huy thích nhất lúc sinh thời, bà gửi lại cho Huy lúc hấp hối bên giường bệnh. Ký ức là những mảnh vụn vỡ, nhạt nhòa tồn tại trong nhận thức non nớt của một đứa trẻ không cha. Chuỗi hạt long lanh ánh lên trong ngọn đèn hiu hắt. Chuông cửa ngân lên từng hồi, Huy ngó đầu qua ban công, tim anh giật thót, vẫn bóng hình mảnh mai trong tà áo trắng quen thuộc. Là Linh, Huy vội dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, mặc lại quần áo rồi phi như bay xuống dưới tầng. Khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay anh run run, khuôn mặt Linh sáng bừng rạng rỡ. Trên tay cô lình kình những túi đồ, nào thịt, cá, rau, tươi giói. Huy ngạc nhiên sờ sững, một lúc sau anh mới lắp bắp. Em mua những thứ đồ này làm gì? Em quên buổi hẹn tối nay rồi à? Thì đây không phải là hẹn hò sao? Linh khẽ đẩy Huy sang một bên, lấy lối bước vào nhà. Từng ngõ ngách trong căn phòng cũng đã quá quen thuộc đối với Linh. Cô đặt thức ăn trong tủ lạnh, xăm xắn quay sang dọn trên bát dơ tới cả tuần chưa rửa của anh. Trong khi đó anh vẫn đứng chết dân ngoài cửa như chưa hết bàn hoàn. Linh liếc xéo. Anh không vào phụ em nấu ăn đi, đứng ngoài đó làm gì vậy? Bộ tính tối nay nhịn đói hả? Huy bật cười, anh thừa hiểu tính Linh, lúc nào cũng chỉ muốn chăm chút cho người khác. Biết rồi, bà lạ khó tính ạ. Bữa cơm do chính tay Linh nấu, toàn những món ăn Huy thích. Anh gục đầu ăn ngon lành như một đứa trẻ. Linh mỉm cười, cô quen với công việc như một bảo mẫu của anh từ lâu và hạnh phúc với thứ vai trò không tên ấy. Ăn nữa đi, còn nhiều thức ăn lắm. Huy ngước lên nhìn Linh, hai mắt chạm nhau ra giết. Huy thấy cái gì nghèn nghẹn nơi cổ. Chuỗi hạt im lìm bên ngực trái khẽ nhói lên, buồn cười thật. Rõ ràng anh thật sự yêu Linh, nhưng sao lại khó có thể nói ra những điều ấp ủ bấy lâu nay đến vậy. Dọn dẹp mâm bát và căn bếp bừa bộn xong cũng đã muộn. Mặc dù rất muốn giữ Linh ở lại, nhưng cô phải về. Một chồng giáo án và những bài test chất chứa của học sinh đang chờ cô ở nhà. Hai người lặng lẽ bước đi,
Sài Gòn vẫn tấp nập về đêm, khoác lên mình hàng ngàn ánh điện lấp lánh kỳ ảo. Huy vẫn chậm rãi bước bên Linh, không nói được điều gì. Dù biết tình cảm anh dành cho cô nhiều là thế, nhưng chẳng thể tránh khỏi giây phút nghẹn lời. Anh về nhé, em tới nhà rồi. Huy hốt hoảng quay sang, sao nhanh vậy, chưa kịp nói gì cơ mà. Dáng Linh trôi dần về phía bóng tối nơi con hẻm nhỏ. Linh! Huy chợt nắm lấy tay cô, môi anh khẽ đặt lên trán, rồi nhẹ nhàng vòng tay siết chặt lấy tấm eo mềm mại của Linh. Tựa hồ hạnh phúc anh đang có giống như một giấc mơ mà anh sợ nếu lấy lòng tay sẽ bay đi mất. Anh sợ mất em lắm Linh ạ. Anh... Duyến nhẹ, Linh chặn đứng những cảm xúc đang trực vỡ òa trong Huy bằng một nụ hôn lên môi anh. Đừng nói gì cả, em hiểu, em cũng rất cần có anh, Huy ạ. Cô dụi mái đầu mình vào ngực anh như để tận hưởng cảm giác của một tình yêu trọn vẹn. Huy rút chuỗi hạt đeo lên cổ Linh, khẽ hôn nhẹ vào tai cô, hạnh phúc, mãn nguyện. Cứ như vậy, hai người đứng thật lâu giữa ánh điện sáng lung linh vĩnh cửu. Đâu đó trong cơn gió thu, thoảng hương cà phê ngọt ngào làm chính choáng ngây ngất đôi bạn trẻ đang say trong men tình yêu ấm nồng. Không biết các bạn có bao giờ nhận ra một điều bình dị, hiển nhiên nhưng cũng hàm chứa bao ý nghĩa. Cà phê đen hay cà phê sữa thì cũng là cà phê. Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt thì cũng là tình yêu. Cái tôi muốn nói đến ở đây không phải là cà phê mà là tình yêu. Thứ quà tặng tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Tình yêu có thể ngọt ngào theo ta suốt cuộc đời, nhưng tình yêu cũng có thể chỉ để lại cho ta những hương vị mặn chát mà cả đời này không dễ gì quên được. Trọng, ta hãy biết buông tay, mỉm cười với những gì đã qua và mở rộng lòng mình đón nhận những gì đang tới. Đó là thông điệp mà chương trình Blog Radio ngày hôm nay muốn trao tặng cho tất cả mọi người. Blog Radio số 2 của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.